Hoa hậu Dâu Ly Nguyễn đã trở về Việt Nam, cuộc sống 2 năm ở nước ngoài ra sao? Dâu Ly Nguyễn đã sống ở Úc sau khi dính ồn ào vào năm 2020. Dâu Ly Nguyễn sinh năm 1997, cô từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc 2015. Lúc mới vào con đường showbiz, Hoa hậu Dâu Ly có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng mảnh mai và vòng eo 58cm. Đặc biệt, tên Dâu Ly Nguyễn gây chú ý khi được các trang tin tức ở Mỹ xếp vào nhóm hội con nhà giàu Việt Nam. Trong làng giải trí Việt, dâu Ly Nguyễn xây dựng hình ảnh tiểu thư, sang chảnh và sở hữu nhiều đồ hiệu. Tuy nhiên vào năm giữa năm 2020, dâu Ly Nguyễn vướng vào ồn ào đời tư rầm rộ khắp các trang mạng xã hội. Ngay lúc thị phi nổ ra, cô khóa hết các trang cá nhân và khẳng định sẽ nhờ pháp luật vào cuộc xử lý. Dâu Ly Nguyễn nhấn mạnh tại thời điểm đó, cảm ơn các báo chí đã quan tâm đến dâu Ly, nhưng mong các anh chị báo chí đưa tin có xác thực rõ ràng tránh đưa tin chưa rõ sự thật. Luật sư riêng của dâu Ly sẽ làm việc với các báo đã đăng tải sai thông tin. Sau đó, Dâu Ly Nguyễn trở về Úc sinh sống và hoàn toàn vắng bóng trong các sự kiện giải trí. Ở nước ngoài, người đẹp sinh năm 1997 rất kín tiếng trong chuyện đời tư, hạn chế chia sẻ cuộc sống thường nhật trên mạng xã hội. Dựa vào những hình ảnh hiếm, có thể thấy Dâu Ly Nguyễn vẫn theo đuổi phong cách quý cô sang trọng, check-in ở nhiều địa điểm xa hoa ở nước ngoài. Hồi cuối tháng 8 năm 2021, Dâu Ly Nguyễn khoe đeo một chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út kèm lời nhắn y say z, tạm dịch, em đồng ý. Thế nhưng mọi thông tin về nửa kia và dự định tổ chức đám cưới của dâu Ly Nguyễn đều được giữ kín. Hơn một năm qua, cô cũng không chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc được cầu hôn. Cho đến đầu tháng 11 năm 2022, dâu Ly Nguyễn bất ngờ trở về Việt Nam. Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc cập nhật những hình ảnh đón mùa thu tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ nhân VIP công khai trở về sau hàng loạt tin tức tiêu cực lan truyền vào hai năm trước. Ảnh FBNV